mới phát hiện chỗ bông ở gần nhà mình nghe bạn. Đấy, bông rất là sung, rất là tươi. Tươi như được mấy em sinh tươi 18 á. Đây, bên gần nhà họ nè. Bông ấy sung lắm. Đây, phía sau này ông mấy ông đông nghe bạn. Khu vực này chắc cũng dễ tìm chứ không khó đâu. Chắc ba ông cũng gần gần. Nếu có xoa thì cũng vô rừng keo nữa thôi chứ không lên rừng dừa đâu nghe bạn. Thì chắc dễ nút rồi trong tệ đâu đó, đó. Tức là phải lấy con non bay với mọi người. Nó cứ quằn quằn trời khó ta. Qua mình chắc ở gần đây rồi. Gần đây rồi. Bà mẹ ơi. Nghe khó rồi. Ờ. Tụm dừng video đấy bọn. Nghiên cứu đó. Của ông ăn rồi nè. Nắng quá mấy bọn ơi. Đó, chở cái cây đó che bọn thấy chưa? Đấy. Có hươu ăn em này. Nắng quá. Nó đau nữa. Là no đấy bọn. Để mình cho mấy bọn xem này. Đấy. Đó, nghe cái lùm bông đấy bọn. Để mình xem đấy bọn ơi. Đáng quá, trong phải dây dánh cây tre này, ở ngoài đường này. Đấy. Hello, xin chào các anh em nha. Mũi quá. Còn thấy gì mình gì không? Thấy gì không? Thấy gì rồi thấy là mình có thấy ai rồi thấy. Nè, ai này. Thấy chưa? Này cái mic mua lại. Đây. Đây, bạn thấy chưa? Đây nằm dưới màn hình đúng không? Thấy chưa? Đó, dưới màn hình đó. Đó. Wow, rất là tuyệt vời nha bạn. Đấy, quá wow, rất là to. Thôi mình lấy mặt ra mọi người. Chụp qua cận cảnh cho bạn xem. Nó tới nào rồi, tới nào bạn ạ? Bị trời đó này. Vui quá. Nó rất là ghê. Nhưng tụi ăn ơi mỡ rồi vậy. Wow, con mặt rất là ok các bạn ơi. Hồi đêm mình lên shot nó quay phim lần nữa bọn ơi. Đây khó chịu quá. Trời luôn, khỏi phần tác luôn. Để em chạy tới nơi mình quay cho bọn thế này khó quá. Đó, đó. Cục mặt nó mới yêu ơi. Đấy, cục mặt bạn thấy chưa? Khá là ok, mặt này chỉ cũng được lít rưỡi à. Lít rưỡi 2 lít gì đây. Đấy. Để bọn xem bên đây nè. Đó. Ok không? Cái tầng này cũng vô đấu rồi bọn. Cái mặt ra đây nè. Ô này để tương lai khoảng 30 ngày nữa làm lộp nó tới nguồn đây nữa bọn này. Rất là ok. Thôi, mình lấy mặt thôi bọn. Đó, rồi. Đây. Thành quả mình nghe bọn. Nếu mà to đến luôn hả rồi. Đây, bọn thấy phê không? Phê rê luôn.
Rồi, bye bye các bạn nghe. Đấy, bạn thấy hay và nhớ bấm đăng ký giùm mình nghe, để cho mình có động lực để mình làm những video tiếp theo nghe. Đăng ký thì không tốn một xu nghe các bạn. Rồi, bye bye. Đăng ký để nếu như mình đăng ký là mình sao mình lên những video mới là bạn thấy đầu tiên á. Đấy. Nhớ bấm nút công bố luôn nghe. Rồi, bye bye.